Ờ, chị về lâu rồi, được nửa vui rồi đấy. Em đã nhìn chưa? Được nửa vui rồi, đến từ sáng mà. Cây này đang có nhiều này, chị vừa mới về đến cây này đâu. Quả cây này to lắm em ạ. Ở trên kia cũng phải to. Quả này tròn hơn, có cây quả nó dài. Được, cây được. Lấy chị trèo cây kia được này. Rơi vào cả đầu chứ. Đây, cảnh này sướng rồi. Sướng vào em nhé. Thank you.
Hồng xiêm đi chị ơi. Hồng xiêm bao nhiêu tiền một cân? 20.000 một cân chị ạ. Không phải đúng không? Không về nha.
chín mà. Có cái đây có biết gì đâu mà chín. Cái gì già nhỉ? Chín biết đâu mà tròn. Bây giờ chỉ nước thì còn ít thì phải để.
Ah.